Lâm Hết Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem được kênh YouTube của Mở Lâm Hết Bình Dương nha. Thì bây giờ là 6 giờ rồi, chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong thôi để Mở Lâm Hết ghi hết cập nhật cho bà con cô bác nha. Sáng nay đại phun nước nè, trời ơi phun thiếu luôn không, chị gái rất là giỏi không. Ủa anh Ngọc anh chạy đâu, chạy luôn bên đó ta, chắc vậy quá. Nãy mà anh để điện thoại đây là em đã rớt xuống rồi mình à. Thôi anh vô trước đây. Dạ hư cậu, tụi con vừa đến. Bây giờ 15 mét sẽ cập nhật cho tất cả quý cô chú ha, những cái ngọn đèn và ngọn chai nè. Ủa sao mấy cái nhang nữa nó đen đen hả bà xã? Nè cái tàn nhang nữa nó bị đen đen hay sao? Nhớ tàn nhang nó trắng mà ha. Tùy theo loại nhang mà. Hiểu không? Có hai loại, ví dụ nhang vàng hoặc là nhang màu nâu. Phải không? Cái tàn sẽ khác nhau, vàng thì nó sẽ cái tàn. À, mà cái điều kiện đặc biệt cũng thấy là hai cái trái bự này hôm nay nó không có rụng lá nha. Mà cái này giờ cái lá nó rất là xanh. Đúng, đúng rồi. Ô, một đêm là dầu mà không có gì hết. Đúng rồi. Ê, 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 ra ngoài. Kiểm tra coi. Cái bé ếch, bé ở nương còn không? Ôi, bé còn, bé mở mắt kìa. Trời ơi, có ổng kìa. Đó. Có điện thoại coi được luôn. Chết với chị. Trời ơi, có ổng kìa. Đó, ổng hở kìa. Giờ mà thấy ổng như là trời mép cho ổng thả lên nha. Ừ. Còn mà hồi trưa nắng á, cái ổng hợp xuống không thấy ổng đâu hết á. Ủa mà sao lại leo cái đó được hay chứ bộ ha. Không hiểu luôn á. Ê, cái ông này là chim bữa mình bắt ra nè. Ừ, ông đó đó. Ông này hay thiệt chứ. Hôm trước là 15 mét, đem ông bỏ mút ngoài kia kìa. Đó, ngoài đó đó, ngoài cái cây cao su đó. Cây cao su ha. Cây này cây đầu tiên nè ha, cây này cây đầu tiên, cây này cây ha nè. Bỏ mút ngoài đó đó. Mà không biết sao mà không biết đường vô nữa. Cái gì vậy? Nhìn xa đủ không sâu. Thôi, bây giờ mình dọn dẹp đi ha. Vài bữa nó coi chừng nó đẹp cực kỳ luôn á. À, bây giờ mình làm hết xin phép để cái điện thoại. Để cái điện thoại từ xa ha. Gì vậy bà xã? Đang thanh long hả? Mấy công hưu này ông thích ăn thanh long. Thank you.
Ủa sao lạ vậy ta? Cái nhang 24 giờ hôm qua mình đốt nhưng mà sao nay hết sớm vậy? Hay là ai thay? Không, bình thường là bây giờ cái giờ này nè, cái giờ này mình vô là nhang 24 giờ chưa bao giờ hết đâu nha. Không, hôm qua là mình thắp là cũng gần 5 giờ rồi anh. Nhưng mà đây nè, cái nhang 24 giờ còn có nhiêu đây mà nó bị tắt luôn. Hay là nó chắc nó gãy. Hay là gãy, em coi phía sau coi. Nếu mà gãy là chắc chắn. À đúng thiệt, nó rớt xuống đây nè. Rồi cái này chắc mua cái bàn gió hỏi, gió hỏi qua nó rớt. Không, cái bàn của chị Hồng Ngọc đó, đối với cái đây là hơi thấp nha. Hơi thấp. Hơi chặt nữa. Tại vì mình ở đây là mình tận dụng. Cái gì mà làm công việc thôi bạn ơi. Rồi cảm ơn anh. Thôi có đi uống cà phê không anh? Hả? Vậy là anh không đi luôn hả? Cái nước này mình tưới rộng bảo đảm vài bữa nó tốt luôn. Hôm qua có một điều kỳ lạ anh Ngọc, là cái lo nó không có phát nguyên buổi sáng luôn. Hả? Ủa cúp điện hả? Không, chắc cậu cũng độ sao. Ở đâu không cấp tiền cấp ngay cái lo. Gì bà xã? Ghê à? Có cái túi bỏ cái mic vô luôn. Hôm nay hả? Chưa, em để ngoài đi. Gì? Tại vì mưa nè, rồi ba cát lát nó văng lên, lát mình vệ sinh luôn. Em lau cái hát ba tầng của chị Hồng Ngọc đi. Ồ, anh giỏi quá. Anh lành quá. Sao chịu tập lấy gì đó.
Hiểu tâm lý mới lấy vợ được. Phát hiện anh nấu cam, trên tay cầm một ly cà phê. Đúng rồi, để hiểu tâm lý người khác thì mới lấy vợ được. Phải biết mình á, mình không có lỗi mà mình nhận lỗi á thì mình mới lấy vợ được. Còn mà mình biết mình không có lỗi mà mình không nhận lỗi là mình vẫn chưa lấy vợ được. Anh chàng, ê cái anh này là hôm mình hôm trước mình bỏ ra đó, anh không chịu ra anh đi vô nữa đó. Hôm trước mình nói vậy nè, ông có ở đây nè, cuối cùng ông đâu có ở đây đâu, ông ở trên nữa. Mà bữa nay á dạch coi ông đi, ông đứng ông nhìn lên còn trưa nắng cái ông hợp cái đầu ông xuống. Em không biết nữa mà sao cái ông ăn mũi anh. Đã đưa ăn mũi mà. Trời ơi. Chết rồi. Đúng rồi, cũng khó ha. Không đi không nổi nữa sao cái đó, mấy cái câu hỏi mà điên đầu điên óc á, nó trơn lùi luôn á. Không, mày chuyện qua mấy giải nè, hôm qua mấy giải nè, ông nhảy ở đâu đúng không? Ở đây ông nhảy, ở đây rồi, ở đây ông nhảy, ở đây ông nhảy, ở đây ông nhảy, ở đây. Cái chị Út Lan nói trời con ở nương mà làm như vận động viên. Mà biết sao không, nó nhảy lần qua rồi, chắc nó biết rồi, chắc nó biết đổ rồi. Bây giờ chỉ có ổng mới giải được thôi chứ anh em mình giải không được rồi đó. Rồi bỏ lên đi em, xanh sạch sẽ. Mò cậu là xanh sạch đẹp rồi đó. Ê tính ra em chế cái này xài bền ghê chứ bộ. Cái ly nè em chế từ hồi mà lúc còn cái rạp á, chưa là cái ly này là nó xài bền nhất luôn á cái nè, từ hồi mà cắm cái cây 24 vô để nó không ai lấy xuống luôn. Còn trước hả, trời ơi cứ lấy đi tìm cái cây cắm nhang 24 giờ không cũng mệt nữa. Quên gì anh? Có mắt cái nào? Quan trọng là có mắt cái nào hay không. Không, cái đó của chị Ngọc mà. Chị Ngọc, cái đèn đó đó. Ở cái bàn hả, cái bàn của chị qua Hồng Cà Mau. Mà anh Ngọc anh cũng thiệt tình ha.
Cái vậy vậy luôn hả? À, nhà nước biết hết đúng không? Nhà nước biết hết. Em lấy cái nước mưa mà trên mộ cậu em. Em dắt em tưới tưới hai cái cây con rồng bảo đảm là bao tốt luôn. Trời ơi, nó giăng cát quá trời nè. Ra cạnh dưới luôn nha. Mà lấy này lấy đèn đốt bù anh ơi. Đúng rồi, hôm qua không đốt được, bữa nay đốt bù. Cái gì anh? Cát. Bà xã em né ra bà xã. Dạ. Cát mà nó văng cái cạnh gì nhất. Rồi giờ em lao anh cúng nha. Nam Mô A Di Đà Phật.
hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày ở dưới nhà máy ha, nhằm ngày 6 tháng 7 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Nhân Tý, chủ kênh YouTube Nhân Tý, chương trình với các chư vị tổ thần tổ mẫu và các chiến sĩ nhân gian, cùng với lòng Võ Văn Quang pháp danh Tâm Giác là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, ngụ ở 66 tuổi, an táng tại khoa viện nghĩa trang Bình Dương. Thì hôm nay con có 5 cái bánh nít, con mời ông Võ Văn Quang pháp danh Tâm Giác là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh về dùng, cùng với là các chư vị ha, mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho ông Võ Văn Quang sớm hoàn sanh được với cõi Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thôi nói chung là hay là được rồi anh ơi, quá hay, chú ếch này quá hay rồi. Hả? Ê, có khi nó nhảy vào đường nó nhảy ra không được không? Chứ không phải là nó không có trong. Vậy thôi mình bắt nó ra đi, thử coi nó có nhảy vào được không? Nếu mà vô đường nữa thì... Thôi bắt ra buổi sáng cho nó đi tìm việc làm nữa. Dám đâu, tối nó mới có buổi nào đó. Vậy hả, tối mới làm việc hả? Bây giờ bắt. Vậy giờ mình bắt ra cho nó đi chơi đi. Nếu mà nó chui vô đây thì á, là tối mình bắt ra nó ẩm nó đi được đâu, vô đây lại. Đúng rồi. Ê, vậy nè, bây giờ mình thử thách đi. Tối nay mình bắt thử bỏ ra ngoài. Đúng rồi, nhiều quá. Nếu mà ông mà mai mà ông vô được nữa, cho ông ở luôn đây. Là ông vô còn. Nếu mà không vô là coi chừng là ai bắt bỏ vô. Nhưng mà mình đừng có nói, mình nói lên đây rồi người ta nghe hết rồi. Nói đây ta nghe hết rồi. Mà nói lên video người ta nghe hết trơn rồi. Nghe chuyện tao bắt bỏ vô. Giả nghe chứ ai nghe. Bây giờ không biết là ông tự nguyện ở hay là sao. Hay là người ta cố tình ta bỏ ông vô ở. Không, nghe nào. Nhảy lỡ nó lọt vô cái lỗ rồi sao được. Hay là ông nhảy tầm bậy rồi ông rớt vô rồi ông ra không được. Hay là thấy mà ấm quá chui vô đó ngủ trống mà quên rồi để chừng ấy vô ra không được. Bà xã lấy đèn chém vào đi bà xã. Đúng rồi. Không dám lắm. Gì lấy đèn châm, lấy dầu châm đèn. Đèn tin nói là lấy đèn châm dầu. Nó tầm bậy còn nói lớn. Học què có liên hệ anh Ngọc á, anh Ngọc anh hay lắm, ra vừa què. Ủa? Cái chai dầu đó rồi. Lần này anh khai trưa ấu trắng hả? Trắng là tượng trưng là người tinh khiết đúng không? À. Con người mà tinh khiết là lạ lắm á nha.
con người mình là sân si dữ dằn luôn chứ ở đó mà tinh khiết. Sư thầy mà còn chưa tinh khiết đừng nói gì mình. Sư thầy mình chỉ hạn chế thôi chứ. Đúng rồi. Nói về con người là mình là không có tinh khiết được rồi đó. Khó lắm. Tinh khiết là chỉ có nước mà nước cắt thôi. Nước cắt đó mới gọi là tinh khiết. Đúng rồi, nước cắt phải tinh khiết nha. Chứ nước mà mình uống cũng chưa tinh khiết nữa. Nó lẫn rất là nhiều tạp chất trong đó. Cái kia mình kia ấy không? Hả? Chưa. Nè anh chăm luôn, anh cầm vào đánh đi. Anh chăm 2 cái, anh chăm 2 cái. Nè, không mà anh đây ra nha. Em đi lau cái kính mà em thấy nó văng cát lên cái kính kính đèn. Cầm vô hít nhẹ luôn á em. Nói sáng nay là có mùi thơm tho rồi, mấy rượu sao dám bày lại được. Thơm gì? Thơm gì vậy? Đó, anh Ngọc anh lao kìa. Rồi. Thơm tho, thơm hoa. Cát nó văng lên mấy cây đèn luôn. Em cầm nha, em lau. Trời gọi nước nó vô nè. Ủa sao mình châm dầu chi ta? Mình châm dầu cho nó có năng lượng, nó có năng lượng nó mới cháy được chứ. Không phải mình mà sao mình không châm nước hả? Mình chế biến sao mà nước, mình chế biến xe với đồ dùng sao mà mình xài nước á. Ừ, cái đó bên Ấn Độ thì phát minh rồi mà mấy cái người phát minh đó ta bị hủ tiêu hết rồi. Hả? Tại vì mấy người bán xăng á, ta bán không được thì ta sẽ hủ tiêu. Thiệt mà. Nói chung là xe chạy bằng nước vẫn được á, nhưng mà những ai mà phát minh ra được á là họ đều bị mất tích bí ẩn hết. Đúng rồi, họ bị đúng rồi. Ui, bầu trời bữa nay đẹp quá, đẹp. Cái này trứng gà lạc hả chị? Gà ta. Thì gà gà ta lạc. Gà ta gì mà bự như vậy? Gà ta ở nhà mình nuôi. Mà sao mình chọn là bốn trứng ha? Ai em phát hiện cái trứng to nhất kìa. À, anh phát hiện trứng nhỏ nhất nè. Ủa em nghe như có người ăn chay ta đúng ăn trứng gà được. Không, bên đạo Cao Đài là ăn ăn chay nhưng mà được ăn
ăn những cái động vật mà máu không phải máu đỏ nha, à, máu lạnh á, ví dụ như tôm hay là tép hay là trứng gà là ăn được. Đậu lại hả? Đậu cao đài đó anh, đậu trên Tây Ninh á. Sáng nay mình làm bếp mua 50 bánh ít, mình một ly cà phê sữa nè, chị Nhi 4 cái trứng gà nè. Phát hiện anh Ngọc lao mộ cậu, lao nền nhà, lao tới lao lui, vinh con hạt. Em biết đó là có khi bài giải là ăn trứng gà công nghiệp á, không có được nha. Trứng công nghiệp đó là không có chấm, trứng công nghiệp không được ăn. Không, cái trứng đó bỏ qua đi, khó quá, bỏ qua đi. Giờ em post anh Ngọc nè, sáng giờ anh lao riết nè. Em là em post anh Ngọc sáng nay anh lao rồi mà giờ anh lao lại nữa. Bao giờ có quán bỏ qua đi. Thôi bây giờ các anh em sẽ đi thắp hương. Đó, 15 mét cũng xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video buổi sáng được vui vẻ ha, vui vẻ nhất luôn. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng, một buổi sáng cuối tuần được nhiều hạnh phúc. Còn bây giờ thì bà con xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 Mét Bình Dương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.